Trường Trung học cơ sở Chu Văn An thân chào các em học sinh. Hôm nay chúng ta tiếp tục chủ đề muối, phần tính chất hóa học của muối. Ở bài hay là mã phản ứng trao đổi trong dung dịch. Chúng ta quan sát ba phản ứng sau. Khi các phản ứng này xảy ra, chúng ta trao đổi các thành phần cấu tạo của nó. Ví dụ phản ứng thứ nhất, Ag đã đổi với Na để tạo AgCl kết tủa và NaNO3. Phản ứng thứ nhì, Cu sẽ đổi với Na để tạo CuOH 2 lần và Na2SO4. H đã đổi với Ba để tạo BaSO4 và HCl. Vậy phản ứng trao đổi là gì? Phản ứng trao đổi là phản ứng hóa học, trong đó hai hợp chất tham gia phản ứng trao đổi với nhau những thành phần cấu tạo của chúng để tạo ra những hợp chất mới. Và phản ứng này cần phải có điều kiện phản ứng. Điều kiện để xảy ra phản ứng trao đổi là gì? Phản ứng này nó chỉ xảy ra nếu sản phẩm tạo thành có chất không tan hoặc chất khí. Và các em chú ý, phản ứng trung hòa cũng thuộc loại phản ứng trao đổi và luôn xảy ra. Chúng ta sang bài số 10, muối quan trọng, NaCl, sodium chloride. Sodium chloride có nhiều trong tự nhiên, dưới dạng hòa tan trong nước biển và kết tinh trong muối mỏ. Khi người ta khai thác NaCl trong nước biển, thì người ta có thể làm bay hơi nước, sẽ thu được NaCl rắn. Và NaCl kết tinh trong muối mỏ, thì người ta sẽ khai thác giống như khai thác khoáng sản trong lòng đất. NaCl có vai trò quan trọng trong đời sống và là nguyên liệu cơ bản của nhiều ngành công nghiệp hóa chất. Từ NaCl, chúng ta có thể điện phân nóng chảy để thu được hai sản phẩm có giá trị kinh tế cao, đó là sodium và khí chlorine. Hoặc có thể điện phân dung dịch NaCl bão hòa để thu được sodium hydroxide NaOH, khí chlorine Cl2 và khí hydrogen H2 là những sản phẩm có giá trị kinh tế cao. Các em luyện tập. Bài thứ nhất là bài 3 trang 33. Để làm bài này, chúng ta cần xem bảng tính tan trang 170 để xét phản ứng có xảy ra hay không xảy ra. Thầy hướng dẫn câu A. Đây là các phản ứng của dung dịch muối với dung dịch base, đó thuộc loại phản ứng trao đổi, cho nên phải xét xem sản phẩm có chất không tan hoặc chất khí hay không. Khi sản phẩm có chất không tan hoặc chất khí thì mới xảy ra được. Cụ thể, trong câu A, MgNO3 2 lần khi tác dụng với NaOH, thầy đã biểu diễn hai thành phần khác nhau bởi những màu khác nhau. Mg sẽ đổi chỗ với Na. Khi Mg đổi với Na, nó gặp nhóm OH, nó tạo MgOH 2 lần. Đây là một chất không tan. Các em xem bảng tính tan trang 170 thì sẽ thấy điều đó. Vì vậy, phản ứng này xảy ra được. Na đổi chỗ với Mg, liên kết với NO3, tạo thành NaNO3. Sau đó chúng ta cân bằng. CuCl2 tác dụng với NaOH, Na đổi chỗ với Cu. Cu khi gặp nhóm OH sẽ tạo CuOH 2 lần kết tủa màu xanh. Vì vậy phản ứng này cũng xảy ra được. Na đổi chỗ với Cu gặp Cl tạo NaCl. Sau đó chúng ta cân bằng. Câu B. Khi em đổi Mg với H thì Mg liên kết với Cl tạo MgCl2. Chất này tan. H đổi chỗ với Mg, H gặp NO3, tạo HNO3 cũng tan, cho nên không có chất không tan, phản ứng không xảy ra. Với CuCl2 và HCl thì chúng ta dễ thấy nó có cùng cái gốc Cl. Vì vậy khi nó trao đổi thì nó vẫn ra hai cái sản phẩm như ban đầu, có nghĩa là phản ứng này không trao đổi được. Từ đó chúng ta có thể rút ra kết luận
với những hợp chất, với những mối trung hòa với axit, với base, thì nếu cùng đầu và cùng đuôi thì sẽ không phản ứng. Do đó ở câu B, không có chất nào tác dụng với HCl. Câu C, các em cũng tập trao đổi và xét xem phản ứng nào xảy ra nhé. Về nhà các em viết bài và làm thêm hai bài này. Thân chào tất cả các em. Hẹn gặp các em ở những tiết sau.